Chào mừng các bác đã đến với video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, tiếp tục ở video clip lần này em sẽ giới thiệu đến các bác về một cặp loa đến từ thương hiệu JBL của Mỹ để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về mẫu sản phẩm này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây chính là cặp loa JBL có model là SS15i. Đây là dòng model được sản xuất tại Mỹ, made in USA. Và ngay sau đây em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về cách thiết kế cấu trúc driver cũng như về tình trạng và thông số kỹ thuật của cặp loa này. Các bác thấy được đây là tổng thể ở mặt trước của dòng model SF15i. Các bác thấy một bên thì em cũng đã tháo bỏ tấm e căng ở phía trước ra và một bên thì em vẫn để nguyên để các bác thấy được rõ. Ở mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí một cái tấm e căng được thiết kế theo dạng tổ ong che đậy phần cấu trúc driver. Bên này thì các bác thấy thì em cũng đã tháo bỏ cái tấm e căng ở phía trước ra rồi để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về phần loa bát cũng như là về phần loa chép của dòng model này. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 40cm và các bác thấy rất là rõ nó sử dụng màng giấy, màng ngận sóng. Và đối với dòng này các bác có lưu ý nhé, nó sử dụng màng loa bát rất là mỏng và nó sử dụng ngân vải. Tiếng loa bát của dòng JB thì các bác biết rồi, tiếng của nó rất là mềm và tiếng nghe tiếng rất dày, nghe rất là phê. Ở phía trên thì nó sử dụng một cái loa chép kèn, các bác thấy rất là rõ cái độ loe mở rất là rộng làm cho cái tiếng chép của nó rất là sáng và tiếng chép của dòng này đem đến rất là mịn, giúp cho chúng ta nghe nhạc cũng như là hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Và các bác thấy nó được thiết kế lỗ thông hơi, được thiết kế hình tam giác như thế này, chia đều cho hai bên, mỗi một bên một lỗ, các bác thấy rất là cụ thể. Và ở mặt trước thì các bác thấy nó còn được bố trí một cái miếng đậy vào đây để nó đẩy cái e căng để nó chắc chắn hơn. Và các bác thấy toàn thân của nó được bố trí bọc nỉ rất là rõ. Cặp loa này thì nó có chiều cao vào khoảng 70, ngang vào khoảng 46 và sâu vào khoảng 43. Và mỗi một cái chiếc loa này có trọng lượng khá là nặng. Các bác thấy ở phía bên sườn phần vít cái tấm e căng này, các bác thấy một bên nó vít bằng 4 con ốc rất là chắc chắn rồi. Đấy, tem JBL các bác thấy rất là rõ ràng đây. Đây là về phần bọc nỉ của nó đây, các bác thấy này. Các bác thấy thì đối với dòng loa Mỹ thì thường là được thiết kế theo dạng bọc nỉ cũng như là bọc xi mini. Còn đây là tổng thể ở phía sau. Đối với dòng này thì các bác thấy ở mặt trước nó được thiết kế to hơn và ở phía sau của nó sẽ nhỏ hơn một chút, tức là nó thon bót về phía sau. Dòng này thì nó có công suất đầu vào là 250W và có công suất trung bình là 500W và có công suất max lên tới là 1000W trên một loa. Các bác thấy ở phía sau của nó trang bị cho chúng ta một cái jack 6 ly và một cái jack Newtrick, các bác thấy rất là cụ thể. Các bác nhìn thấy model rất là rõ này. SF15i. Trở kháng là 8 ô. Và được sản xuất tại Mỹ, các bác thấy rất là rõ, made in USA. Tem mã số các bác thấy còn rất là đầy đủ. Bên này thì cũng vậy, các bác thấy đây. Về tình trạng của nó thì các bác thấy loa bãi nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì các bác thấy với tình trạng như thế này thì còn rất là ok. Đặc biệt là về phân tần của nó cũng như là về côn loa, nhện loa thì còn nguyên si. Đấy, tức là nguyên zin, chưa bị thay thế. Và bên cửa hàng của em cũng đã tháo và kiểm tra rất là cụ thể rồi. Và ở những video clip lần trước trong việc test kiểm tra các sản phẩm hàng về thì em cũng thực hiện một video clip và quay cụ thể về nội thất của cặp loa này rồi. Và nếu như bác nào xem được ở video clip đó thì các bác cũng đã nắm được về củ loa bát cũng như là củ loa chép và hệ thống phân tần của nó ở phía bên trong. Còn ở video clip này thì em sẽ quay cụ thể chi tiết về tình trạng cũng như là về các tuyến loa ở mặt trước để các bác có thể nắm được. Và đối với cặp loa này thì các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly có công suất lớn một chút, hay là những chiếc đẩy công suất, đặc biệt là những chiếc đẩy crown. Các bác đánh với cặp loa JBL 15i này thì nó đem đến chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và như vậy vừa rồi thì em cũng đã quay tổng thể chi tiết về tình trạng của cặp loa JBL SF15i. Đây là dòng model được sản xuất tại Mỹ, made in USA. Các bác cũng đã được quan sát rất là cụ thể về tình trạng cũng như là về thông số kỹ thuật của cặp loa này rồi. Và cuối cùng thì em sẽ báo giá cho cặp loa này. Đối với cặp loa này có mức giá là 15 triệu đồng. Và sau đây thì em cũng sẽ tạm dừng video clip này ở đây. Và cuối cùng các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép
thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.